máy này sẽ chạy xuống dưới ruộng các bạn ơi, và chạy lại đằng kia để xuống cái bến phà. Cái lộ thì hiện tại nó 2 mét các bạn, mà hàm mấy cắt này đâu gần 3 mét nè. Năm cắt xong rồi các bạn ơi, thì bây giờ mấy anh đang dời chiếc phà lại cái bến này ha, và để cho máy chạy xuống các bạn. Hiện tại đang ủi chiếc phà tới mà dưới mấy sông thì có nhiều lục bình luôn các bạn. Bây giờ anh tài xế sẽ cho máy 105 xuống phà các bạn ơi. Trước khi xuống phà thì rồi chỗ này có cái dốc ở dưới ruộng lên nè các bạn, mình tới bờ lộ, bò qua cái lên cái lộ rồi mới đưa cái quay đầu đưa cái lái xuống phà nữa nè.
Rồi máy thì bây giờ đã bò xuống tới giữa chiếc phà các bạn ơi. Anh cho máy bò lại sát phía sau chỗ cabin phía sau nha. Trên lộ các bạn rồi chạy lại đằng kia cắt thêm 2 công nữa các bạn. Rồi phía trước thì có một chiếc xe hay gì nè. Nó giặt xuống. Dướng chiếc xe nữa kìa. Rối à. Rồi cái đường lên nó, cái lộ nó nhỏ các bạn, hẹp. Chạy trên lộ các bạn ơi, thì ở phía trước thì có mấy cái bụi cây thôi. Thì nó 2 công các bạn. Nên là
cái tù nữa xong đó bạn ơi.